chuột thì mình bỏ vô đây mình bẫy mấy con rắn, tại vì con rắn thì nó thích ăn chuột, nhưng mà chuột thì phải là chuột sống nên mình phải bắt sống chuột. Nào mình bỏ vào trong đây đây cho các vị xem nha. Đây là cái lồng để nó bị rắn nè, xem nè, nó bằng lưới chì này, nó có cái đường dẫn đi vào giống như là cái hôm để mà mình đặt cá vậy đó, nhưng mà cái đường dẫn này thì nó dạng nó trơn tru hơn, nó không có phức tạp giống như cái bẫy cá của mình, nhưng mà nó có cái miệng khép lại như vậy á, tại vì mà con rắn nó cố gắng nó lòn để nó vào được á, thì cái khu vực bên trong á thì bắt đầu mấy cái gân của cọng dây thép này nè nó siết lại hết rồi, nó không có ra được. Mình sẽ bỏ hẳn con chuột vào trong này luôn, rồi sau đó mình sẽ cho con chuột ở trong này, rồi vài hôm sau mình mới ra mình thăm nha. Bây giờ thì Phương sẽ bịt nó lại cho nó tăm tối một chút, mình sẽ làm cho nó tối. Cái này á là chuột á, là mình sẽ bắt những con chuột nó hơi nhỏ thôi, đừng có bắt con chuột to quá, con chuột to quá nó già rồi con rắn nó không có thích đâu, mình chỉ bắt con chuột nó nhỏ thôi. Rồi bây giờ Phương có được 3 cái này, bây giờ mình sẽ bỏ qua một bên rồi mình sẽ đi đào bắt chuột nha. Ở đây có một cái hang nữa các bạn,